Vâng, em xin chào anh em mình. Thì cái clip tối ngày hôm nay thì mình có cái cặp mic còi đến từ Đức của hãng Isophone. Thì anh em nào mà chơi audio á thì anh em mình cũng ai cũng biết cái thương hiệu Isophone nha các bạn. Isophone là kiểu kiểu như là Tannoy của Anh vậy đó. Chung là rất là ok, một cái hãng lớn. Thì đây là một cái cặp mic còi. Thì cặp mic còi nó có cái tên là DKMT1226. Thì cái họng của nó là bằng nhựa các bạn, họng là bằng nhựa. Ngang là 28, cao là 12 và cái bề sau của cái còi này là 30. Thì loa là trở kháng của loa là 8 ohm nha các bạn, 8 ohm. Thì trước tiên thì mình sẽ quay cái hình thức cái cặp còi này anh em mình xem. Thì con này thì trên thị trường thì gần như cũng không thấy luôn, thì cũng thuộc về dòng hiếm chứ các bạn, dòng hiếm. Thì anh em nào mà có duyên á, sưu tầm được cái thùng mà Isophone mà B320 á, thì cái cặp còi, cặp mic còi này nó nằm ở trong cái cặp thùng mà Isophone B320 nha các bạn. Thì cấu hình là ba quay, nó sử dụng một cái con bass là GFT là bass 40 ha, con bass GFT bass 40 nó có model là 3702 các bạn, và đi kèm thêm một cái con siêu chép. Thì cái con siêu chép á thì DKT 110 các bạn. Thì đây là cái mic còi. Thì cái cũ nó thì được bọc bằng nhựa và cái họng này nó bằng nhựa nha các bạn, họng này bằng nhựa chứ không phải bằng gang. Thì thiết kế nhìn nó mạnh mẽ và nó hầm hố các bạn. Cho nên mình thấy là từ đây lên tới đây á, là 30 cm. Thì cái cũ nó là hình chữ nhật ha, ở trên cái cũ thì nó có đóng cái hiệu là Isophone nhé các bạn, Isophone. Thì đây là cái model của cây mic còi này đây các bạn, Isophone ở đây, đây nó có cái tem nhôm này. Thì tên của ảnh là DKMT1226 ha. Thì con này trở kháng là 8 ohm. Thì đây cái mic còi này đến từ Đức nha các bạn, và thương hiệu lớn của Đức luôn là Isophone. Thì hàng về nó còn khá là đẹp và lành lặn ha. Thì anh em mình thấy chỗ này nó hơi bị cắn một chút nha, hơi bị cắn nè các bạn. Đấy, mình chia sẻ anh em mình nha, tại vì đồ cổ, đồ sưu tầm mà nha các bạn. Thì cái cặp còi này thì nó có cái độ nhạy khá là cao các bạn. Độ nhạy con này thì nó sẽ dao động từ 95 đến 105 dB ha, thì khá là cao luôn. Thì cái dễ tần nó đáp ứng từ 700 Hz đến 5000 Hz đó các bạn. Thì anh em mình có thể cắt nằm trong cái khoảng là từ 500, 700 đến 5000 Hz tùy theo anh em mình xài tụ ha. Thì anh em có thể, hiện tại là mình đang xài cái con tụ là 6.8 nếu hoặc 6.8. Nếu mà anh em mình cắt ở cái ngưỡng mà 500 Hz trên này thì mình xài một con tụ là 8.2, 8.2 nhé bạn, 8.2. Và nói tiếp với một con, một cái cụ cell là 1.2 mH là ok nha các bạn ha. Đó, còn anh em mình chơi đơn giản thì giờ mình xài 6.8. 6.8 thì nó sẽ có chép chép nó hơi nhiều hơn ha, và mic nó ít ít lại. Và nếu mà xài theo 8.2 mà theo cái thùng mà B320 á, thì nó chuyên đánh con mic á, thì người ta xài tới tụ 8.2 lận, 8.2 lận đấy các bạn. Rồi mình sẽ quay cái còn lại luôn nha. Mình sẽ quay cái tổng thể rồi mình sẽ test anh em mình nghe lại một lần nữa. Thì cặp còi nè, đó anh em mình nhìn thấy cặp còi hình thù nó rất là đặc biệt. Nhìn nó cứng cáp và hầm hố nha. Thì cái họng còi của nó thì nó khoảng 20 25 à, 25 à. Chỗ này nó là năm nó là 30 nữa các bạn. Chiều sâu của nó là 30 cm. Thì trên cái cũ lo thì nó có đóng chữ là Isophone nhé các bạn, Isophone. Để mình cầm mình quay cho anh em một vòng ha. Về hình thức là không có bị bể chỗ nào hết, nó chỉ bị cắn ngay chỗ cái họng thôi ha. Đó, thì phía bên trong anh em mình thấy là có cái đầu quả tiễn của cái con còi. Rồi, đây mình quay cái còn lại luôn nha các bạn. Thì cái cặp này thì trên thị trường khá là hiếm. Thì anh em mình sưu tầm con này về có thể sử dụng làm con chung chung chép ha, là chung cao các bạn, chung cao á.
hoặc là cắt cái dãy cao cũng được, hoặc là dãy chung cũng được, thì tùy theo cái nhu cầu của anh em mình. Anh em mình chơi lão luyện thì anh em mình muốn cắt ở cái khoảng nào cũng được ha, thì nó dao động từ 500 đến 5.000 hẹp đó, anh em mình muốn cắt chỗ nào cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ test chia sẻ anh em mình thêm một cái đoạn nữa ha. Con này hàng còn nguyên zin, hoạt động ok nha các bạn. Rồi thì mình xin báo giá cặp còi này luôn. Thì cặp còi này á thì có giá là 6,8 triệu để anh em mình sưu tầm. Nói chung là giá thì cũng khá là mềm ha, khá là mềm. Thì cái này thì anh em mình thích thì anh em mình chốt luôn, tại vì trên thị trường ấy cũng khá là hiếm, và đặc biệt nó là cây chung còi của Isofon nha các bạn. Isofon nha, thường bát Isofon thì trên thị trường khá là nhiều, bát 30 40 khá là nhiều. Còn anh em mình kiếm cái cặp chung còi mà cái model mà DKMT1226 á, gần như là không có, gần như là không có luôn. Anh em mình tra nha, cái model nằm đây nè, đây mình quay lần đó nha, rồi mình test. Anh em mình lưu ý nha, model nè, trước tiên anh em mình tra cặp còi này, anh em mình đánh cái chữ là Isofon là cái hãng lo ha, và cái model của cây còi này á, là DKMT1226 sạc 8 là 8 ohm nha. Anh em mình lưu ý, thường lo của Đức á, người ta có cái ngụ ý là sạc 4, sạc 8, sạc 16 á, những cái số mà sao sạc là cái chở kháng nha các bạn. Đây thì con này công suất đạt cực đại là 100W nha các bạn, 100W theo thông tin của hãng đưa ra. Rồi bây giờ mình xin mời anh em mình nghe một cái đoạn nhạc mình test nữa nha. Giờ mình test cái tiếng nhạc ca sĩ nha các bạn. Và các bạn thì vừa rồi mình vừa chia sẻ và test nên mình một cái cặp chung còi đến từ Đức ha, có model là DKMT1226 sạc 8 nha, đến từ thương hiệu là Isofon, một cái thương hiệu là khá là được khá là nhiều anh em audiophile của mình là yêu thích nha các bạn. Thường trước mình có sưu tầm được một cái cặp Isofon đồng trục Ochitter 2000 đó các bạn. Cặp đó vô cùng hay luôn, mà cho đến bây giờ thì mình không có chưa mua được cặp đó lại nữa các bạn. Thì cặp đó trên thị trường cũng khá là hiếm. Nói chung là nó không có mắc, cái cặp đó khoảng 20 mấy triệu thôi, 20 mấy triệu thôi, mà tới bây giờ mình không có tìm lại được luôn à, các bạn. Nhưng mà nghe rất là hay luôn các bạn. Cái cặp loa Isofon Ochitter 2000 á, nghe chung là rất là cảm xúc. Đấy. Rồi thì anh em nào có nhu cầu sưu tầm một cặp chung còi của Isofon ha, model là DKMT1226 sạc 8 nha, anh em mình tra model để anh em tìm hiểu thêm, thì giá là 6,8 triệu. Vâng, em xin kết thúc clip ở đây, em xin cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn anh em mình ở clip sau. Xin chào mọi người nha.